Chào anh em nha. Nay thử mình đi thử cái bẫy này luôn nha anh em. Mới mua theo vùng dây nè. Đây mình ra đồng mình lượm hai cây này chứ mình dắt theo nặng nề lắm. Lượm hai cây này giờ mình nối lại nha. Giờ mình buộc này lại đi rồi mình buộc này vô trên đó riêng nữa. Hy vọng là sẽ dính được con nha. Mua cuộn dây của bà nội kia bán dây rất nhẹp à. Cái này mình nói ở đây nha. Bộ cây này vô trước đi. Hy vọng là nó dính con nha. Tặng cho anh em chơi nha. Lâu quá mình không có bẫy chim anh em ơi. Hôm rày mình đi mình gặp mấy cái tổ quá. Mình thấy nó sàn đẻ nên mình không có bắt, không có bẫy. Nó mới lót ổ không à. Rồi mình kiếm chỗ nào mình gài nha. Mình gài mình bỏ đó, mình cái này đặt trên cao mình không có quay cho anh em xem được. Đó. Giờ mình máng cái mấy cái thầm lặng này vô, mấy cái dây này vô. Rồi cho anh em xem như thế rồi mình đuộc lên luôn nha. Đây nè. Cái này á, anh em muốn dễ á. Đi mua cái cây cái sào rút á, bảo đảm anh em luôn, dựng gần gần nhà sau hè gì đó bảo đảm là sẽ dính à. Cây này mới lụm lần kia cả cái cây vàng bầu vàng bí của người ta. Em thấy gì chứ, nhiều khi mình gài đây nè, chim nó cũng khôn lắm, hay đứng trên cái nạn này đó nè. Giờ mình kiếm chỗ nào mình gài anh em. Giờ mình sẽ đi vòng vòng vào cái ngoài đó đó, đi xa xa vào đó đó nha, tại gần gần có hàng cây thì lên hàng cây đậu, mình đi giữa ngoài đồng trống rồi á, miệng ngoài kia á, lúa đây là cắt hết trơn nè.
Còn đây mới mới này là chưa cắt. Rồi giờ đi anh em ơi, kiếm chỗ nào dựng lên đây. Hy vọng là sẽ kiếm được con. Để vỏ đồ nghệ đây đi. Đây mình sẽ đi ra ngoài đó đó. Lúa này mới cắt sáng vậy nè. Hôm qua mình đi đây là chưa cắt. Đây cái bẫy nè. Đó. Mình tới chỗ đi mình dựng lên xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Đây mình dựng lên nha. Có cái chuyển mưa anh em ơi. Rồi xong kiếm nào trốn mưa mới được. Khi nó đậu những cây này nữa nè, nó cũng khôn lắm. Đấy, vậy là rồi nha, giờ dựng lên nè. Anh em ơi, dựng rồi đó nha. Đó. Chuyển mưa quá em chuyển mình đặt máy đây luôn cho anh em xem. Giờ lỡ rồi trời chuyển mưa đang kỉnh cho nha, nhưng mà đặt máy nào mưa mình tính nha. Rồi, để đi. Giờ mưa tới rồi thôi mình bỏ lại đi. Đây mình còn gài vào đó đó. Nè. Cây mình dựng nè. Giờ mưa đang mưa. Mình không đặt máy được nha. Giờ mình về mình bỏ đi, mai mình xuống thăm không biết còn không nữa, bên ta lấy luôn đó. Anh em ơi dính rồi kìa anh em ơi. Dính rồi nha. Hiệu quả nha anh em. Mình đặt hôm qua mình đặt không dính. Rồi mình bỏ luôn tới chiều mình về. Đêm mình bỏ lại đó luôn, giờ sáng mình thăm nó dính nha.
quá đã anh em ơi. Đây đứng nè, đứng lên là dính liền nha anh em, cực kỳ hiệu quả luôn. Này không, mình nói cái cây trúc của ta nè, lụm 10 đồng nè, chứ mình không đem theo cây nha. Đây nhổ không có được, đây anh em. Một em dừa trắng. Quá đã luôn, cực kỳ hiệu quả nha anh em. Làm cái bẫy chúng mình cứ để ngoài đồng, là sau hè nhà mình có sau hè nhà mà có chim bay á, anh em dựng thôi, dựng ngày buổi hoặc hai ngày nó bay tới bay lui kiếm mồi, nó bay tới bay lui kiếm mồi là nó đậu lên nè. Tại vì mấy loại chim này nó thích mấy đậu mấy cây cao cao mà nó quan sát nó tìm mồi á. Máy này để mình bắt lại mới được. Đây cho anh em xem, đã dữ dằn luôn nha. Mình cũng ít xài cái bẫy này lắm, nhưng mà mình chỉ cho anh em cách để có con chim săn thôi nha. Nhiều khi anh em hỏi xin mình không có đủ chim để cho, lâu lâu mình cho con chứ mình đâu có bẫy cho hoài được. Dính xong mình dãy xíu cứ ngắt luôn rồi anh em ơi. Chiếc giò có dấu luôn à. Anh em cứ làm giống mình vậy nè, đem cho hè để là chắc chắn là dính nha. Chim này nó ở đây cũng cặp đang, mà chắc mình phải thả con chim này chứ mình chỉ test cho anh em xem cái bẫy thôi chứ mình không có bắt nha. Một cặp đây mà thấy nó cũng đang tha gom làm tổ nữa, mình không bắt nó. Đây anh em xem con chim nè, đẹp dữ dằn luôn nha, nhưng mà mình không bắt nha, tại mình thấy có hai con nó đang làm ổ đây nè, chứ thôi mình để tặng cho anh em cũng được, chứ mình không có nuôi chim này, mình không có thời gian để thuần anh em ơi. Thấy nó có mình nên á, phải mình thấy không thấy tổ á thì mình để mình tặng cho anh em chơi nuôi chơi, còn thấy nó có tổ nó còn đang làm tổ rồi thôi mình sẽ thả nó về, nó có một cặp nha, đằng kia nó còn đậu, đằng kia con nữa kìa. Nè nó đậu đằng kia có cái cầu khỉ đắng, đậu đằng cái cây đắng xa lắm mình không thấy đâu. Còn con này thì mình cũng thả luôn cho nó về với chồng hay vợ nó gì đó không biết nữa, cho nó đẻ nha. Rồi video mình tới đây kết thúc nha. Anh em xem thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ. Chứ là cái bẫy mình làm chắc cú luôn nha. Bảo đảm anh em, nếu anh em làm cái giống vậy là dính chim, có chim để nuôi liền. Còn chim này thì thôi mình không bắt nó. Đây. Tiêu luôn rồi.
Bay à? Mới thả con chim mới thả nó bay nha anh em. Mới thả là đó cái mồi nữa hay gì không biết nữa. Anh em xem thấy ấy cho mình một like, thấy hay thì cho mình một like một share nha. Cảm ơn anh em xem video. Chào anh em.